Xin chào mọi người, hôm nay em lại tiếp tục đang bán một căn nhà nữa. Căn nhà một trệt một lầu, màu trắng như mọi người đang thấy. Căn nhà này nằm ở trong khu dân cư Cát Tường Phú Thạnh, ở Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An nha mọi người. Đó, cạnh căn nhà này có cái công viên. Và toàn bộ khu dân cư này á, là đường nhựa 5 mét. Toàn bộ khu dân cư luôn nha. Đó, đường nhựa 5 mét, lọc lòng 5 mét á. Rất là sạch sẽ và người ta trồng cây xanh rất là nhiều nha. Và xung quanh cái khu dân cư này á, là có khu công nghiệp Tân Đức, khu công nghiệp Tân Đô, khu công nghiệp Hữu Thạnh và đặc biệt là có trường đại học Tân Tạo nha. Và ở trong khu dân cư này á, thì có chợ nằm trong khu dân cư luôn nha mọi người. Em sẽ quay xung quanh quang cảnh cái căn nhà này cho mọi người đang thấy. Và các anh chị nào á, mà chưa mua được đất, chưa mua được nhà á, thì nhớ đăng ký kênh của em bằng cách nhấn cái chữ đăng ký bên tay phải màn hình để nhận được những cái video bán nhà bán đất tiếp theo nha. Và đây là cái đường vô căn nhà. Em sẽ quay cận cảnh căn nhà cho mọi người xem nha. Căn nhà này là diện tích đó là 4 x 17, sổ hồng riêng, thổ cư 100%. Giá chủ nhà đưa ra là 1 tỷ tư nha mọi người. Trong khu dân cư này thì có đèn đường nè, có camera an ninh nè, tí nữa em sẽ quay các tiện ích cho mọi người xem. Đường trước nhà khá lớn. Đường trước nhà. Đó, và em sẽ quay trực diện ở nhà. Đó, căn nhà màu trắng có viền màu xanh á, một trệt một lầu nha mọi người. Diện tích là 4 x 17, giá chủ nhà đưa ra là 1 tỷ tư. Căn nhà này là ở khu dân cư Cát Tường Phú Thạnh, ở Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An nha. Và chuẩn bị em đi vô căn nhà, quay sơ căn nhà cho mọi người xem. Đây là trong nhà, phòng khách. Em sẽ quay sơ thôi, thì chủ mới chuyển về đây ở thôi nha mọi người. Đây em sẽ đi vô. Đó, đây là đường luồn vô nhà. Chỗ anh đứng là chỗ cái phòng ngủ nha mọi người. Một phòng ngủ, một chỗ làm việc và một phòng bếp có toilet luôn. Căn nhà này là một trệt một lầu nha mọi người. Diện tích là 4 x 17, giá chủ nhà đưa ra là 1 tỷ tư nha. Đây em đứng trên ban công em quay ra cho mọi người thấy, thấy công viên luôn nha. Thấy toàn bộ khu dân cư này luôn. Chỗ tay em chỉ là công viên. Đó. Và trước nhà có đèn đường luôn đó mọi người. Và khu công viên này trồng cây, khu dân cư này trồng cây rất là nhiều đó. Và có khuôn viên cây xanh cũng khá nhiều nữa. Thích hợp cho nghỉ dưỡng. Khu này thì có trường tiểu học nữa này, có chợ nằm trong khu dân cư. Đó, trường tiểu học như mọi người đang thấy á. Trường tiểu học Hữu Thạnh A nha. Và đây là cái camera an ninh trong khu dân cư. Và tiếp theo em sẽ chuẩn bị quay cho mọi người thấy là cái đèn đường. Đó, đây là đèn đường. Và có chợ nữa nha mọi người. Chuẩn bị tới chợ cho mọi người xem luôn. Đây là chợ, chợ Phú Thạnh. Em nhắc lại diện tích căn nhà nha. Căn nhà là 4 x 17, một trệt một lầu, giá chủ nhà đưa ra là 1 tỷ tư. Căn nhà này ở trong khu dân cư Cát Tường Phú Thạnh, ở Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An nha mọi người. Và đây là căn nhà. Và các anh chị nhớ đăng ký kênh của em bằng cách nhấn cái chữ đăng ký bên tay phải màn hình nha. Đó.